come on in. Oops. So much. Careful. No, you show her more toys. You guys are about to say goodbye. Say goodbye. Give each other a hug and say good night. Nice. Say good night. Did you? Aww. Give you a kiss. Trời ơi, give a kiss nữa. Trời, hai đứa này chia tay lâu ghê bay. Rồi, give a kiss. Lại lên. Đàng hoàng, give a kiss rồi mà còn đeo giỏ gì vậy? Ủa? Ủa, với bà kiss mà người đeo giỏ làm chi vậy? Ở trời về tắm kìa. Ừ, hai đứa đưa lui đó, hai đứa cứ đưa qua đưa lại đó, nãy đưa đó. Vô. Hai đứa này uống thì uống tới xỉn luôn chưa về nữa. Audrey, you gotta go home and take a shower. Take a bath. Yeah, say bye-bye to Jade. Jade have to take a bath too. She is dirty. Audrey, your mom is waiting for you. We gotta go, Audrey. Audrey, we gotta go. My door is about to close. Uh-oh. Uh-oh. Oh no! JD did it. Oh no! Yeah. Oh no! Hey mama, mama. Yeah. Tội nghiệp nó cũng kêu con bằng mama không à? À kêu con bằng mama, không đâu biết tôi kêu tên con lại gì kêu nhìn mama. Con kêu mama. Okay, give each other a hug. Hug, hug and kiss. Hug and kiss. Say good night. Okay, that's it. JD. Audrey. What you want? Oh, you want that one? Okay, I'll buy it for you. Okay. Okay, just bring it home. Okay, we'll bring it back. Yeah. Okay, so we're gonna leave your purse with Jade, okay? Got it. Okay, we trade toy. Trời ơi, cái giỏ của anh ta sắp về nhà. Còn con Audrey thì xách cái chổi nó về. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con buồn hả? Audrey về rồi con buồn hả? Không, con crazy. Con crazy sao? Cái gì vậy? Trời ơi, nó làm gì vậy trời? Sao con khuây gì sao? Cái chuối. À, Audrey lấy cái chổi vậy hả? Dạ. Tại vì con lấy cái giỏ của Audrey nên Audrey lấy cái chổi của con. Không chổi. Giúp nhau. Mẹ muốn mua chổi, con mua chổi mẹ ơi. Muốn mua chổi phải không? Dạ, mua này. Ờ à, rồi, chút mà mốt mày mua cho này. Nó nghe nè. Vi nghe không bà về mà. Ờ đúng rồi, Audrey đem về nhà rồi, kể đi. Tại vì mình đổi đồ chơi mà mai mình đổi lại nha. Kể đi. Trời, biết gì nữa không ngoại? Nó giống như mà con làm cái gì phải không? Mà gọi là làm sao ta? Thí dụ như nó để cái này cái kia lên cái nọ, cái con nói trời chay ơi sao con làm vậy chay? Mày biết nó nói gì không mẹ? Mẹ, kể đi.
nó nói vậy đó, nó nói mẹ mẹ kệ đi. Con nói tiếng Việt coi. Cái mở đâu mẹ ơi? Cái mở đằng đây nè, đó. Oh thanks. Oh thanks, cảm ơn đó, trời chỉ cho nó cảm ơn đó. Nice look. This is a car. Okay. Oh, có chiếc xe nữa hả con? Yeah. Chiếc xe màu gì á? Mẹ ơi. Ai á? It's a dragon. Oh, dragon hả? Oh yeah, over there. Đâu phải không, cái con này đâu phải con dragon, cái con này là con người à, không, con này con gì trời, con dragon movie à, giống như con ở trong trong phim, đúng rồi cái trong phim á, đúng rồi. Con thích coi phim gì nhất? Ngại. Mẹ phải đi lên Amazon mẹ order cái bộ trang phục cho chay mặc Halloween. Con nói con thích cat gì? Cat on the wall gì? Cat in the wall. No. Baby, what did she say? Chidi, what you like? Tell daddy. Cat in the wall. What is that? Cat in the wall. In the wall. Cat in the wall. I don't know what. Dummy, a ladybug and cat in the wall. She says she want ladybug and cat on the wall. I don't know what that cat is. Cat and mouse. I know ladybug, but on the movie. And this one. Không hiểu nói gì luôn á. Cat on the wall là gì? Can you make a hot dress? À, hai người bạn lại gặp nhau nữa rồi cô chú ơi. Hai bạn sao? Hai bạn. Ủa, Audrey đi vô restroom mà kìa. Vô kêu Audrey ra. Oh, come on. Come on, you are fine. It's a beautiful day. Trời ơi, nó nói it's a beautiful day. Không được từ đời vậy nó không trời. Nó nói look it's a beautiful day. Nó nói là nhìn kìa, đây là một ngày đẹp trời. Bà sao tới bà tiếng Anh, bà sao bà già dữ vậy không biết. Chắc nói ai nghe Ngọc nói á. Ai nghe Ngọc nói it's a beautiful day đó là nó này đó. Audrey là fan của Moana. Còn Jay là fan của Elsa. Cái gì? Nail. Nail. Mẹ đâu thấy gì đâu, lấy mà coi coi. Tay của Audrey bị gì? À, tay Audrey bị dơ hả? Đó, bị dơ thì sao mẹ biết tay Audrey bị dơ làm sao được? Hi. Hi. Hi Audrey. Con giờ trời lạnh rồi cô chú ơi. Nay trời lạnh rồi. Mẹ cô gì á? Cô chú thấy không, hôm qua quay video của Chay là đúng ngày hôm qua luôn á cô chú. Là hả, hai đứa mặc đồ rồi kia, tay dài rồi kia, nhờ mà phải mặc thêm áo khoác nữa là phải mang dài vô, là cô chú thấy trời lạnh cỡ nào rồi đó. Chay mặc ba cái áo luôn á. Một áo nhỏ, một áo dài tay dài ngoài với một cái áo đó ngoài nữa. Ai tùy mặc quần jean. À, trời. Giờ cũng còn chơi chứ còn thêm tháng nữa là tao tuyết không. Tháng 2 tháng là tuyết không là khỏi đi chơi luôn. Ow. Nãy giờ nó ngồi trong nhà nó đợi Audrey vậy đó. Hồi nãy nó xách đồ chơi nó tính qua nhà Audrey mà Ngọc nói ha. Audrey chưa có đi ra ngoài. Audrey. Hi. How you doing? Audrey bữa nay chủ nhật mà không có đi qua nhà ba. Bữa nay lịch đã được dời okay. Lại rồi, qua nhà ba qua ngày khác. Thank you. Trời cho đấy. Qua nhà ba qua ngày khác, từng ở với ba ngày chủ nhật, từng ở với mẹ ngày chủ nhật. Còn hồi bữa là chị là đi qua nhà mẹ ba là ở thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật. Giờ là đổi lại rồi. Đó chơi mà giành nhau thôi, khỏi chơi nha. Chơi mà giành nhau thôi, khỏi chơi nha. Ôi già ghê luôn, it's a beautiful day. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ôi già dễ sợ. Con ngồi, cái bản chất ngồi cũng già rồi. Ê, coi chừng đổ lên người con hết bây giờ. Mới đi Costco mua thêm một bộ đồ chơi đó cô chú. Nãy tính gom bộ đồ chơi đó qua Audrey rồi mà Audrey chưa có đi ra ngoài đường.
thường thường á, mà chừng nào mà Adri nó ra ngoài đường rồi chay nó thấy á, thì Ngọc mới cho hai đứa chơi với nhau, chứ không phải là tự nhiên chứ không thấy Adri cái chờ thả chay qua nhà đi kiếm Adri chơi, không phải như vậy là mình làm phiền người ta, hiểu không? Mình làm phiền, ví dụ như ta không, người ta muốn nghỉ ngơi đồ này kia nọ. Mẹ Adri hồi nãy giờ chắc ngồi ngoài đường từ nãy giờ đó chứ chơi, chứ mà không, cũng không có kêu chơi, không có vô đây để kêu chơi. Adri kêu vô đây để, trời, nãy giờ Ngọc nói không biết, mọi người hiểu không biết, chứ không có kêu Adri chạy vô chơi đồ này kia, sợ làm phiền mình á. Chừng nào mà mình ra ngoài mình gặp người ta, gặp thì cho chơi, còn không gặp thì không có chơi, chứ không phải là mình làm phiền chạy qua nhà, đứa này chạy qua nhà đứa kia đồ vậy kia, đứng trước cửa phải chạy qua. Hello. Đó, mẹ của Adri ngồi đó chơi từ nãy giờ, từ hồi đời nào rồi đó, cũng không hiểu nữa. Rồi cái ba chay đứng ở ngoài trước cửa, cái thấy nó, ủa Adri nó đang đứng ngoài đó kia, cái Ngọc nhìn ra nó, ủa phải không, cái nó phải rồi, cái mới cho chay mặc đồ chạy ra chơi đó. Lạnh không con? Nhìn thẳng. Mọi người, con mắt của chay á, mọi người hay nhắn tin cho Ngọc á, hỏi cái này cái kia, nhưng mà mọi người biết Ngọc nghĩ chay bị gì không? Theo cái kinh nghiệm làm mẹ của Ngọc á, là Ngọc nghĩ chay bị cận. Hồi bữa cái bác sĩ đi khám á, cũng nói là chay bị cận nữa. Tại vì á, các bạn để ý nha, nếu mà nhìn gần á, chay không có hề liếc con mắt, mà phải nhìn xa, chay mới liếc con mắt để nhìn rõ hơn. Vậy là nó bị cận. Tại vì nó phải liếc như vậy nó mới nhìn gần, nó mới nhìn kỹ được hơn. Có người nói thì chay con mắt, chay bị chinh, rồi người nói là bắt bị lazy eye, có nghĩa là lazy eye tiếng Việt là gì ta, là bị gì ta. Nhưng mà bác sĩ khám mắt chay hồi bữa là nói là mắt nó hiện tại bây giờ thì không sao đó, nhưng mà 4 tuổi phải quay lại để đo mắt kiến, để đeo mắt kiến đó, thấy không, nhìn xa là nó phải ấy. Chứ mà còn bình thường nó nhìn Ngọc rồi nhìn này kia khác nọ rồi này kia, nó đâu có nhìn xéo vậy. Với lại khi mà nó cần phải suy nghĩ mà nó tập trung vào một cái gì đó là nó phải JD, you gotta put your shoes on JD. Ok, đi vô nhà, nếu mà không mang giày vô đi vô nhà, không cho, không phải mang giày vô, mẹ mới cho đi ra, phải mang giày vô, ai cũng mang giày, con phải mang giày vô. Con đau chân hàng sao, có đau chân không? Không đau chân thì mang giày vô, lẹ lên. Còn có cái cô kia nói vậy nè, Ngọc ơi, Ngọc ở bên Mỹ á, giày dép nhiều lắm, kiếm đâu nào rẻ mua cho con mang, chứ sao không cho con mang dép. Không có lúc nào mà không thấy mà mang dép á. Trời ơi, Ngọc đọc xong cái câu đó Ngọc thấy Ngọc mắc cười. Còn có hai đứa nó đi là phải nắm tay rồi nữa. JD, you want to put your socks on? Trời ơi, ngồi bây giờ đó hả, vẽ pumpkin cô chú coi kìa. Wow, JD, you want a smiley face? You gonna make a smiley face, JD? Yeah. Nice. Trời ơi, đem mua mấy cái này để cho tụi nó vẽ. Yeah, yeah, I got it. Yellow nè. Ê. Ok. You're welcome. What? No, it's okay. It's okay. Ý nó đòi cây cọ khác để làm màu khác á. Mỗi cây cọ nó làm mỗi màu khác, chứ nó không có chịu là một cây cọ mà làm một màu á. Ooh. Wow. Yeah. I want right here. But be careful your hands. Okay, I'll be careful my hands. Oops. No, mẹ cẩn thận cái tay của mẹ. Màu pink luôn nha. Oh, you wanna wipe it? Yeah. It's okay, Audrey. Okay. I want black. Black? Yeah. Okay. Okay, màu nào nữa? White? Yeah. It's not open yet. Want this? Yeah, we need to glue it. I'm for yellow. No. Ủa? Oh, it doesn't come out. No.
bought this? Oh, some of these were my mom's and the master. Oh, okay. Is it dirty? Okay. Pen your pumpkin. Yeah, you love painting. Look, who did this? I did. Oh, look how beautiful. See? I want it. See, you gotta do the same. You gotta do the same. I want it. Con phải làm mỗi cái khé là một màu. Con làm. I don't want to fuck me, man. Hả? So you don't, if it rains, it wow. Oh, and they didn't, it didn't run. Good job, Katie. I didn't realize, I didn't know. Ooh, look at that artwork. What color is that, Katie? Purple and rainbow. Rainbow. You want some blue? Yeah. Can you say please? Say please. What color you want? Katie. Can you say please? You want some pink? Please. Say please. Mommy. What are you doing? Ooh. Audrey, you like that longer. Mommy, wipe it. Wipe what? Wipe it. No. You gotta use it all. No. Yeah. No, Mommy. Let's put it in the water. No. Shouldn't have showed her now. You want some more of this one? Can you, JD, can you say please? You're welcome. Yellow. All the colors you want. All the colors. She want to make a rainbow. Ooh. Green? Cô này đem màu tới. Cô này là bạn thân của mẹ Audrey. Lần đầu tiên gặp Jay với Ngọc luôn. Mọi người thấy ở đây người ta cưng nít dễ sợ không? Nãy giờ chay ngồi làm gì mà cổ ngồi cổ khen nè. Khen vô. Khen trời ơi chay ơi mày làm đẹp quá. Đẹp vô vụ gì vụ này chay. Hả? Nó cứ mở nắp ra cho nó hỏi nó thích màu nào để dặn ra cho. Coi nhìn nè, coi nhìn gõ kìa. Nó mỏ ra kìa. Bữa có cái chị kia Ngọc hỏi cái mục rùi này nó mục rùi gì. Chị kia có nhắn tin cho Ngọc có một rùi đó. Chị chạy đi, I think you can, you should do it. Should be good. Where's Audrey? Oh, right behind you. Oh, yeah. Be careful, Audrey. Chị mà thấy một màu, thấy vẽ này là mê lắm. Ok, last one, ok? Ok, do it. Rồi, làm gì nha? Rồi, thâu lên đi. Ooh. Ooh. Really? Audrey? Your friend. No. Audrey chạy tuốt lên kia kìa, thấy không? Audrey nó làm chuyện mình sợ hãi không? Again. Okay. Mommy, be careful. Mommy, be careful. Ngọc, nó kêu là mẹ xả nước cái này cho nó cái cỏ nó sạch đi. Ngọc ngồi xuống Ngọc xả nước đó, nó nói mẹ cẩn thận nha mẹ. Rồi, con nói sao? Thank you, mommy. Con gái gì mẹ? Cái này nữa hả? Rồi. Có đứa con gái nha mẹ cẩn thận nha mẹ. Biết nó thương được bao nhiêu đâu mà nó xạo cái mỏ nó ghê. Yeah. Yeah, look what she does. Ghost. I want ghost. You gotta do it yourself. You want another pumpkin? Yeah. We gotta get you another. Use this one. Okay, make your ghost. Cô này cũng tự mua mấy cái trái pumpkin này lại đó để cho mấy đứa này tôi nghĩa đó. Let's make a ghost.
too watery. Oh, wow. It's okay. It'll wash off.